Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Em Ngôi Queen. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn hàng ngày và đặc biệt là những cái món ăn chơi trong ngày Tết thì bắp bò ngâm tiêu là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Không chỉ bởi vì tính ứng dụng của nó rất là đa năng, có thể vào món ăn chơi, món cuốn, món gỏi mà còn tiện dụng ở bất kỳ khi nào bạn bận rộn đều có thể lấy trong tủ ra để có thể chế tạo ra những món ăn mới ngay lập tức. Các bạn có thể tham khảo cái cách chọn bắp bò của Hạnh. Đối với cả bắp bò ngâm tiêu thì Hạnh sẽ chọn những cái lõi như thế này. Đặc điểm để chọn những cái lõi bò ngon đó, thì đầu tiên là cái phần bề mặt của nó sẽ phải khô, cái thịt của nó độ đàn hồi sẽ rất là tốt, màu thì hồng tươi và sen, đương nhiên là sen kẽ vân mỡ. Nếu như vào cái mùa se lạnh giống như là mùa Tết như thế này thì cái lớp mỡ và cái lớp gân của bề ngoài nó sẽ se lại, thì đây là một cái thịt bò rất là tươi và mình có thể lựa chọn để cho một cái mùa Tết. Và hôm nay là Hạnh dặn anh chị trước, chứ còn không đối với mùa Tết thì những cái lõi rùa như thế này là một cái món rất là đắt hàng. Mọi người sẽ hầu như là đặt trước hết. Khi mà chúng ta ra chợ chỉ cần khoảng 7 giờ sáng thôi là sẽ không còn những cái lõi bò để mua nữa đâu. Và bây giờ thì Hạnh sẽ mua những cái lõi bò rất ngon này và quay trở về căn bếp quen thuộc của mình nhé. Chào mọi người, Hạnh quay trở lại với căn bếp thân thuộc của nhà mình rồi đây. Bắp bò ngâm tiêu thì trong quá trình chế biến món này sẽ có hai giai đoạn chính. Đầu tiên đấy là chúng ta cần luộc để cho nó bò mềm. Và cái bước thứ hai vô cùng quan trọng quyết định cái bắp bò ngâm tiêu này có ngon hay không, có chắc hay không và nó ấn tượng như thế nào thì chính là cái bước mà ngâm với tiêu. Đây là cái bắp mà mình vừa mới mua về xong. Một cái thì đã cuộn tròn rồi, nếu như chúng ta muốn có những cái form tròn như thế này khi thái. Còn cái này thì chúng ta sẽ để nguyên để xem mà với một cái bắp rùa như thế này thì nó sẽ thu lại tự nhiên như thế nào nhá. Hạnh thì khá là thích cái form mà nó thu lại tự nhiên ở trong mâm cỗ. Còn đối với những cái miếng tròn như thế này thì Hạnh sẽ làm những cái miếng nhỏ để ăn chơi cùng với cái miếng bò nhỏ như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ cùng chuẩn bị cái nước luộc bò. Cái nước luộc cái bắp bò này thì khá là gần với cả nước phở. Nó cũng có thành phần quế, hồi, thảo quả, gừng. Chỉ có một chút khác biệt đấy là trong cái nước phở thì chúng ta không có sả, còn cái nguyên liệu này thì sẽ thêm một chút sả củ vào. Đây, quế, hồi, thảo quả thì chúng mình, cái nồi này đã đang nóng lên rồi thì chúng mình sẽ cho vào đảo sơ đi để cho nó thơm nhẹ một chút. Gừng thì có thể đập dập hoặc là cắt đôi ra, mình cũng áp như thế này để cho nó hơi xém. Nếu như mà các bạn không muốn cái bước này được thực hiện thì các bạn có thể nướng trước cái hoa hồi thảo quả với cả cái gừng này cho nó thơm hơn. Khi mà quế hồi thảo quả thơm thì mình sẽ cho nước vào. Mình cho nước vào và đậy vung cho nó sôi nhẹ để cho cái quế hồi thảo quả và gừng nó tiết ra cái mùi hương. Khi quế, hồi, gừng, thảo quả đã tỏa hương và cái nước để ở cái nhiệt độ sôi nhỏ nhỏ lăn tăn như thế này thì chúng mình sẽ cho bắp bò vào. Mình đậy vung lại, luộc khoảng 20 phút, sôi liên tục. Sau đó thì mình sẽ đậy vung cho nghỉ 30 phút. Sau khi bò đã sôi còn khoảng 5 phút cuối thì chúng mình sẽ bỏ sả vào. Và sả thì không cắt quá nhỏ, chỉ có cắt khúc dài ra để cho nó có cái hương thôi, nó không bị cái vị đắng. Mình sẽ bỏ sả vào trong cái giai đoạn này. Và tại cái giai đoạn này thì mình sẽ cho 2 thìa mắm cùng ở trong cái phần đó. Nhưng mà cái mắm này nó sẽ làm cho cái miếng bò ở cái giai đoạn này nó được đậm đà hơn, nó ngọt, nó thơm. Và mình đậy lại đun sôi 5 phút cuối này, sau đó thì tắt bếp để cho bò nghỉ 30 phút. Sau khi chờ bò ngâm 30 phút cho mềm tới thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn sốt ngâm tiêu. Với cái nước của bắp ngâm tiêu thì đường, mắm, giấm chúng mình sẽ cùng cho vào nồi để đun. Đun nhỏ lửa để cho sôi lăn tăn cho tan đường.
cho bay nhẹ mùi giấm mà không đun quá lâu. Khi cái nước mắm, giấm và đường nó đã tan hết và nó quyện vào nhau, nó sôi nhẹ như thế này thì mình sẽ tắt bếp. Và ở cái thời điểm này chính là cái thời điểm để cho gừng vào này, cho tỏi vào này, ớt, hạt tiêu. Khi mà cho gừng, tỏi, ớt, tiêu đủ vào cái sốt vừa tắt bếp rồi thì mình sẽ chờ cho cái nước ngâm này nguội. Sau đó bò chín thì mình sẽ đi ngâm bò. Khi bắp bò đã ngâm đủ thời gian thì mình sẽ vớt bắp bò ra. Đây là miếng bắp không cuốn, nó tròn như thế này đây. Đây là miếng bắp cuốn, nó giữ cái form rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ để nguội cái miếng bò này và sau đó thì đi chuẩn bị nước mắm để ngâm. Cái nước luộc bắp bò này chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng để làm những món liên quan tới bò như là hầm hoặc là phở trộn hoặc là cả nước phở. Khi mà bạn muốn ăn nó có một chút vị sả thì cũng đều rất là tuyệt vời. Trong cái khoảng thời gian mà chờ bắp bò nguội này thì chúng ta cũng sẽ cần chuẩn bị một cái hũ thủy tinh mà có cái khả năng đậy chặt như thế này, kín, để cho chúng ta có thể ngâm bắp bò sau khi mà bắp bò nguội cùng với cả cái nước mắm tiêu đã có. Mắm ngâm tiêu thì cũng đã nguội rồi, bắp bò thì cũng đã sẵn sàng để ngâm. Bây giờ thì mình sẽ cho bắp bò vào cái hũ thủy tinh như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho cái mắm ngâm tiêu này vào. Đây là bắp bò anh đã ngâm trong vòng 24 giờ. Thì sau khi mà ngâm với cả cái nước này 24 giờ thì bò vừa tới ở cái mức độ là thịt nó còn mềm, nó có săn vỏ đã ngấm và thịt ở trong nó còn mềm. Còn nếu như chúng ta muốn ăn nó săn hơn thì mình sẽ để khoảng 48 tiếng. Với cái bảo quản tủ lạnh như thế này thì có thể bắp bò ngon trong vòng 10 tới 15 ngày được. Vì sao Hải Nghệ nói rằng cái bắp bò này nó sẽ rất là đa dạng trong cách chế biến? Đây là một cái miếng bắp mà Hải Nghệ đã không buộc dây để ra như thế này. Thì chúng ta có thể chế biến những món gì từ cái bắp bò như thế này? Thì đây nó sẽ có hai cái phần đầu, nó sẽ có gân đúng không ạ? Hai phần đầu nó sẽ có gân, còn ở cái phần này thì nó sẽ phân bổ các cái giải gân rất là đẹp bởi vì nó là lõi rùa. Thế thì cái phần gân này bây giờ Hải Nghệ sẽ thái rất mỏng và dùng cái đó làm gỏi. Hai cái gân này, hai cái đầu này này thì nó chỉ có một cái đầu gân giòn thì cái này làm gỏi sẽ rất là ngon. Mình sẽ thái mỏng ra và sau đó thì mình cắt đôi. Để riêng cái này ra, lát nữa chúng mình sẽ trộn gỏi. Cái phần giữa rất ngon như thế này thì mình có thể thái để bày ra ăn chơi với cả cái món bò này luôn. Cái bò này về cái khổ ấy, cái khổ của cái bò này nó đã rất là đẹp rồi. Cho nên là mình chỉ bày rất là đơn giản theo một cái vòng tròn như thế này thôi. Thì nó nhìn nó cũng đã rất là xinh rồi. Rồi cũng những cái nát bò như thế này khi mà mình bày kín lên. Thì mình có thể làm gì nếu như chưa ăn ngay? Thì mình có thể lấy một cái phần tiêu ớt ở trong này ra. Mình sẽ bày lên đây. Một chút tỏi, gừng, tiêu, một hai lát ớt. Và mình sẽ dưới cái nước ngâm này lên bò. Dưới cái nước ngâm này lên bò để làm gì? Để cho cái bò nó săn nhưng mà nó vẫn có cái độ ẩm ướt. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái đầu, cái phần gân thì chúng mình sẽ cho trộn gỏi này. Cái phần này mình sẽ bày đĩa ăn chơi luôn này. Cái phần giữa này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục để cắt cho những cái đĩa ăn chơi như thế này. Hoặc là mình sẽ bỏ lại đây, bỏ lại cái nước này ngâm tiếp. Nhưng khi bạn đã cắt ra như thế này thì bạn cho vào cái nước này, bò nó sẽ rất nhanh săn, cứng lại. Và đương nhiên là nó sẽ khô hơn cái trạng thái hiện tại, nó mềm nha. Cái phần này là cái phần nhỏ cuối nhưng nó sẽ không có gân ở đầu. Thì cái phần này nó sẽ phù hợp để làm gì?
cái phần này nó sẽ phù hợp để cho chúng ta ví dụ như làm những cái thứ vụn giống như là có thể cắt ra để cuốn, để làm phở cuốn. Như vậy là ở đây chỉ rất là đơn giản thôi, Hải Anh cũng đã có 3 món đúng không ạ? 3 món sử dụng từ cái bắp bò ngâm tiêu này. Đấy là mình có thể ăn ngay, mình có thể trộn gỏi, mình có thể làm cuốn hoặc mình có thể bóp thấu cùng với cả cái rau củ nào đó. Như vậy là chỉ với một món bắp bò ngâm tiêu, chúng ta mất một lần chuẩn bị trước Tết thì chúng ta có thể phối hợp rất nhiều những món khác nhau ở trong ngày Tết. Sự kết hợp giữa bắp bò và mắm ngâm tiêu tạo nên một món ăn độc đáo mà vô cùng tiện lợi. Chỉ nghĩ tới cái vị đó thôi là Hải Anh đã muốn thử ngay rồi. Cùng thử với Hải Anh nhé. Bắp bò giòn, dai, nhẹ, cay, thơm. Cái vị mặn đậm của mắm quyện lấy cái mùi thơm của tiêu cùng với cả các cái gia vị như là gừng, tỏi, ớt tạo nên một cái món ăn chơi vô cùng thú vị. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi bày mâm cơm vị mùa xuân. Hải Anh đã bày xong mâm cơm vị mùa xuân. Với mâm cơm này Hải Anh chỉ cần 10 phút để bày. Vậy là khi có bắp bò ngâm tiêu, chúng ta chỉ cần 10 phút để có một món ăn chơi bắp bò, một món gỏi, một món cuốn và những cái miếng nhỏ xinh với cái bắp bò cùng với một vài thứ ăn chơi. Cho dù ngày thường hay là ngày Tết khi có bạn bè ghé thăm, chúng ta cũng chỉ cần một cái khoảng thời gian rất ngắn để có được một cái mâm cơm tiếp đãi bạn bè nhẹ nhàng mà vô cùng đẹp mắt. Đừng bỏ lỡ món bắp bò ngâm tiêu tuyệt vời này để tặng người thân và bạn bè. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp.